gia đình mình đã ngồi lên máy bay rồi cả nhà. Máy bay lăn bánh. Sân bay Seoul để transit đi tới Mỹ, San Francisco. Mình vô cửa hàng Duty-free nè cả nhà ơi. Mình đang vô cái shop ở Seoul nè cả nhà. Bán mỹ phẩm rồi bán kiếm. Đi đâu ngoài đây. Đây con. Mình dọn. Mình đang ở sân bay Seoul nè cả nhà ơi. Bây giờ mình đang đi mua mua gì ta? Đi mua mỹ phẩm. Đây cả nhà ơi. Mình xin chào cả nhà nhé. Mình sắp sửa lên máy bay đến Mỹ. Chào cả nhà nhé.